Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Lại là Na Sang 2 Vlog đây. Hôm nay Na Sang 2 Vlog sẽ giới thiệu với mọi người một cái món gọi là da trâu anh em ạ. Da trâu này gọi là da trâu gì nhỉ? Hôm nay anh em tôi sẽ làm cái clip và ẩm thực nướng da trâu anh em ạ. Da trâu này là gọi là da trâu chết rét anh em ạ. Năm bó nhai đến tối anh em. Năm bó cái này thoải mái nhai đến tối anh em ạ. Cái mùa đông ở Tây Bắc bọn mình bây giờ là âm mấy độ C nhỉ? 6 độ C, 7 độ C. 6 độ C. 6 độ C anh em ạ. Khá là lạnh đây. Na Sang 2 Vlog phải trang bị những gọi là khăn gió ấm đầy đủ. Hôm nay anh em tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em làm cái nước chấm chẩm chéo của anh em Tây Bắc nhá. Độc lạ. Đây anh em tôi đang làm cái nước chấm chẩm chéo nhá anh em. Ớt khô nướng. Gồm có ớt khô nướng với cả mắc khén nướng này. Với tỏi. Đấy. Nhiều. Với cả cái này là rau gì nhỉ? Rau sạch ạ. Rau thơm à? Rau mùi, rau thơm. Đây mắc khén đây anh em nhá. Cho ít thôi nhỉ, khén nhỉ? Cho ít thôi, nó tê tới tận óc ấy. Đây tỏi với châu Việt Cường anh em ạ. Cho cả củ vào. Ốc cửa không? Ốc cửa bây giờ cửa cắp một chì. Đấy, cho rau thơm vào. Cho tí mì chính vào anh em nhá. Rồi một ít bột canh. Rồi sau đây là bộ môn giã cua anh em ạ. Giã nhỏ ra anh em nhé. Thơm nhỉ. Thế là tí nữa cho nước vào là xong cái món chéo nhá. Bây giờ đến công đoạn là nướng da thôi. Nướng da xong là ăn thôi. Đây bây giờ anh em tôi bắt đầu nướng da nhá. Đây là cao su vùng cao anh em ạ. Da trâu chết rét. Wow. Khói.
ném vào đi. Gì gì đây? Ăn này, ăn này, ăn này. Đấy, anh em tôi bắt đầu nướng da trâu rồi. Cái than hồng là bỏ vào than thế thôi. Nướng chưa một bó nhỉ? Nướng chưa một bó. Vừa ăn vừa nướng như này. Chúng tuyệt vời luôn. Chờ khi khoan thì nó có cồn thì nó không được cồn. Bây giờ chúng ta cứ gạt cái cháy này đi. Đấy. Xong mới đập. Ăn như da trâu anh em ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Chín chưa? Chấm chéo nha. Test thử đi. Đây, mời tất cả anh em nhá. Rồi, mời anh em đi. Vừa nướng vừa ăn đi. Cút cút dịch sang bên này. Rồi, mời tất cả anh em nha. Uống trước đi. Tí nó về. Đợi ông này lâu lắm. Rồi, mời tất cả anh em nhá. Chúc sức khỏe nha. Sang năm mới rồi ai cũng mạnh khỏe nha. Chúc anh em có một năm mới. Nói chung là sức khỏe nha. Có răng tốt để nhai nhai da trâu nhá. Đấy, món da trâu này anh em ạ. Da trâu chiên rén thì càng khỏe. Cái gì tặng dân dự. Làm mới đi. Đấy. Thử món da trâu nướng nhá. Nướng và ăn tại chỗ anh em ạ. Như này mới ngon. Chấm chéo này. Đấy. Chéo chấm lại nha. Chén thêm tí rau sống anh em ạ. Ăn nó đậm chất. Ăn đi không? Đừng nghe đấy. Ăn đi. Rồi. Review từng cột. Đây mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em ăn kiểu quý tộc nhá. Đây lấy một ít rau. Ghép anh em ạ. Thêm tí rau thơm. Mà đâu. Thầm ngắm. Ngồi cạnh lửa đi. Mới đến lạnh. Chầm chéo đây anh em. Đấy, chầm chéo đây. Cày quá anh em, chấm ít thôi.
Đây, mời tất cả anh em nhá. Tuyệt vời. Nhưng mà răng hơi thiếu. Cứ nhai vài cái là khỏe ngay mà. Món này là món tập thể dục cho răng nhá. Tập cơ hàm. Tập cơ hàm săn chắc. Vút dịch dịch. Đây mình test thử đây. Thế khách ăn tôm. Ngồi cạnh bếp như nhà hàng nấu nướng anh em ạ. Cái này phải hơn nhà hàng nhiều. Nhà hàng lại nó toàn nướng bằng ga, ăn mùi ga chết đi được. Này nướng bằng than củi đàng hoàng anh em ạ. Nói chung là dễ bị ung thư một tí thôi. Không sao. Không chết sớm là được. Rồi mời rượu đi. Mời rượu đi. Chạm chén cho nó khỏe. Vâng, khỏe nha. Nào mời thôi anh em. Nào mời chén cho ấm nữa. Chơi tăng ai đây? Nổ. Sắp mũi đặt 3 cân sôi tôi mất tỉnh. Cân đang chủ. Ê, rẻ về không? Thẳng 50 xỉ. Đấy còn 6 cân. Cân 50 thuế. Ừ. Thử. Đó là... Da của nó là món gì? Nột sư gia vị nó khảo sao bẩn. Ăn gia vị. Da có cái mắc rộng. Ồ, cảm ơn. Hào sư là tênh tổ hèn của lại. Và áo mì. เป็นไก่ไต้หึ่งๆ